Hai vị sư đi bát ở ngoài đường, một gã đàn ông tác động như vậy, một vị sư rất là lớn tuổi, với một vị sư khoảng 50 mấy tuổi, một hành động cái một gã đàn ông như vậy, con thấy con rất là bức xúc. Và anh em con đã đi tìm cái người gã đàn ông đó, hiện tại bây giờ cũng đã bỏ trốn rồi. Nay anh em con từ Sài Gòn đến đây để con hỏi ra sự việc, để mà giống như là có phải là thầy đi ngày hôm đó hay không thôi. Mô Phật, thì sư cũng thưa rõ với quý vị là không phải, sư không có đi trong cái nhóm đó. Mô Phật, sư hồi nào giờ 30 năm xưa sư chủ xứ đây, sư dậm chân tại chỗ à. Sư không có biết đi khắc thực. Nam mô Phật. Đúng là cái hệ phái của sư á là hệ phái đi khắc thực á. Nam mô Phật. Nhưng mà tại sư thấy với cái xã hội bây giờ cũng có nhiều phần, nhiều cái thành phần mà làm không được tốt cho tôn giáo đó. Nên sư không có đi. Mô Phật, ví dụ như khó khăn gì thì sư cũng xoay sở trong cái vấn đề tu hành của mình, sinh hoạt thôi. Nam mô Đà Phật. Sư. Nam mô Đà Phật. Dạ, sư ơi. Hôm nay á là mấy anh em con tụi con tới đây đó. Mô Phật. Là muốn hỏi thăm sư một việc á. Mô Phật. Dạ, là con có coi trên cái các trang mạng như là TikTok. Mô Phật. Mô Phật. Thì sư có nghe cái vụ là hai sư đi khất thực mà bị quánh ở Sài Gòn không sư? À, Mô Phật. Thì sư cũng như mọi người thôi, thì sư cũng có coi trên mạng đó. Thì sư cũng thấy quý vị đó ở đâu thì sư không biết, thì cũng thấy vậy thôi. Mô Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ sư ơi, có những cái trang TikTok và Facebook khi mà anh Tâm nhà bè lại đây quay sư Phật. Nhàn, đúng không ạ? Nói rằng là hôm đó là thầy đi khắc phục với một vị sư nữa mô là Phật. Bị tác động, một gã đàn ông tác động tại chợ, có mô phải Phật. Là ngày hôm đó là sư không ạ? Mô Phật, sư cũng đính chánh cho quý chú và quý Phật tử và các mọi người biết là không phải sư ạ. Nam mô Đà Phật. Sư không phải là cái vị bị đánh ạ. Mô Phật, bị sư không có đi khắc thực. Nam mô Đà Phật. Dạ, tại vì con có liên hệ đến anh Tâm nhà bè, anh nói là hôm đó là anh có quay sư ở trên đây. Nam mô Đà Phật. Sư đã 30 năm sư không đi bát rồi. Nam mô Đà Phật. Mà lại có những cái trang mạng mà đăng tải như vậy làm ảnh hưởng đến giống như là của sư. Nam mô Đà Phật. Sư suy nghĩ như thế nào ạ? Mô Phật. Thì cái đó thì cái vấn đề mà ở phía bên ngoài á, thì người ta làm cái gì đó thì sư không biết. Cái là tùy cái chuyện làm của mọi người á. Mô Phật, sư không biết. Mô Phật, còn riêng sư thì sư chỉ biết là sư không phải cái người bị đánh đó thôi. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ. Nam mô Phật. Dạ sư ơi, cho con hỏi, nếu mà những cái TikTok và những Facebook mà đăng tải như vậy nói thầy là đi khắc phục mà đi bát ngoài đó để kiếm tiền về nuôi mấy đứa nhỏ này đó, thì con nghĩ rằng đó là những cái trang đăng không đúng sự thật và ảnh hưởng đến thầy, và như vậy đó là giống như trục lợi cá nhân đó thầy. Con nghĩ là vậy. Đúng mà. Mô Phật, thầy nghĩ sao ạ? Thì sư cũng có nói với quý chú nhiều rồi, thì sư tu 30 năm mà sư không có đi khắc thực. Mọi sự khó khăn là sư chỉ gói ghém tu ở trong cái sự khó khăn thôi. Mô Phật, thì thí dụ như ở đây thì một năm 12 tháng, thì nhờ tháng 7 đó, Phật tử đi thập tự đó, thì cúng dường chút đỉnh thì sư mót máy thì sống nguyên năm đó, chứ còn ngoài sư không có đi khắc thực. Mà Mô Phật, thử còn cái chuyện bên ngoài ai làm gì thì sư không biết. Nam mô Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Tại vì con, anh em con là rất là bức xúc vì hai vị sư đi bát ở ngoài đường, một gã đàn ông tác động như vậy, một vị sư rất là lớn tuổi, với một vị sư khoảng 50 mấy tuổi, một hành động cái một gã đàn ông như vậy, con thấy con rất là bức xúc. Và anh em con đã đi tìm cái người gã đàn ông đó, hiện tại bây giờ cũng đã bỏ trốn rồi. Tại vì con không cần biết là sư đó thật hay giả, con không biết, nhưng mà ít ra mặc áo nhà sư và cũng là lớn tuổi, mình có tác động như vậy rất ảnh hưởng đến giống như là bên đạo á. Nam mô Đà Phật. Cho nên anh em con hôm nay cũng như là rất nhiều mà bà con cũng bình luận nói là thầy hôm đó, hôm nay anh em con từ Sài Gòn đến đây để con hỏi ra sự việc, để mà giống như là có phải là thầy đi ngày hôm đó hay không thôi. Mô Phật, thì sư cũng thưa rõ với quý vị là không phải, sư không có đi trong cái nhóm đó. Mô Phật, sư hồi nào giờ 30 năm xưa sư chủ xứ đây, sư dậm chân tại chỗ
sư không có biết đi khắc thực. Nam mô Phật. Đúng ra cái hệ phái của sư á là hệ phái đi khắc thực á. Yeah. Nam mô Phật. Nhưng mà tại sư thấy với cái xã hội bây giờ cũng có nhiều phần, nhiều cái thành phần mà làm không được tốt cho tôn giáo đó. Yeah. Nên sư không có đi. Mô Phật, ví dụ như khó khăn gì thì sư cũng xoay sở trong cái vấn đề tu hành của mình sinh hoạt thôi. Nam mô Đà Phật. Dạ sư ơi, sư cho con hỏi á, là cái hình ảnh của sư mà hôm bữa mà có cái đoàn mà thiện nguyện của cô nào á, mơ Phật, tới đây để phát quà từ thiện cho anh Tông nhà bè quay lại, mơ Phật. Nhưng mà cái đoạn clip đó đó đã được những cái TikToker, mơ Phật, mơ Phật lấy đăng lên trên mạng nói là sư tội nghiệp, sư quá sư điên khắp thực đó, mơ Phật, để về nuôi những cái đứa trẻ rất là tội nghiệp cho sư. Mơ Phật. Theo như là sư suy nghĩ những cái hình ảnh của sư Mơ Phật đăng lên không đúng sự thật ở trên mạng xã hội rất nhiều luôn luôn. Mơ Phật. Mơ Phật. Nên tới đây hỏi sư coi Phải như vậy hay không? Mơ Phật. Sư suy nghĩ thế nào mà hình ảnh của mình Mơ Phật được lấy trái phép mà đăng lên không đúng sự thật? Mơ Phật. Thì sư cũng có thưa với quý chú và có thưa với các quý vị ở trên cộng đồng mạng là gần như là người những cái người ở bên ngoài đó, thì các người bên ngoài á, thí dụ làm cái chí hướng, thí dụ như mà có làm chí hướng tốt cho sư đó thì sư thấy điều đó thì hay là gì đó thì đó tâm quý vị đó thôi, sư không biết. Nam mô Đà Phật. Đó, còn sư thì cái hình ảnh của sư thì anh coi như có trên đó thì ta làm gì đó thì sư không biết. Mô Phật. Thì sư cũng không có ý kiến gì hết. Nam mô Đà Phật. Dạ mình là Phật. Cái người tu mình cũng hoan hỷ, mình giờ ai lấy cái hình ảnh của mình đó làm Mô sai Phật. Thì giờ người đó chịu, với giờ sư cũng không có nói gì hết hả sư? Mô Phật. Dạ. Thì sư người tu thì sư đâu có gọi là đại khái là sư không có cái gì gọi là sân si với ai hết. Dạ. Ai làm trúng chặt vậy đó thì chuyện đó mọi người thì coi như là nói chung là tất cả ai làm thì nấy chịu. Mô Phật. Dạ. Nhưng mà sư thấy thì nếu mà làm cái tốt cho sư thì cũng quý, mà nếu mà làm những cái gì nó không tốt thì ảnh hưởng tới mọi người vậy đó. Dạ. Mô Đà Phật. Dạ anh em tụi con á thì xem được cái đoạn clip trên TikTok thì nhóm anh em tụi con là hôm nay đang đi truy tìm cái gã đó. Mơ Phật. Rồi ngày hôm qua là những cái trang mạng đó đó. Mơ Phật. Thì đăng tải là hình ảnh của sư do cái người bạn của con Tâm Cho Bè là quay, rồi người ta mới đạo cái clip đó. Mơ Phật. Người ta vô người ta nói về sư là đi khất thực tội nghiệp sư quá. Mơ Phật. Rồi hồi hôm là tụi con đã có tìm tới là cái tỉnh thất ở Trảng Bom, Trảng Bom Đồng Nai. Khi tụi con đang like á, Mơ Phật. Là có quý cô chú vô là bình luận nó cái trang là Nini Trang vậy đó. Mơ Phật. Lấy cái clip của bạn con quay Mơ để Phật. Đăng lên. Mơ Phật. Nhưng mà khi tụi con đang like xong rồi thì anh Tâm anh gọi cho con. Mơ Phật. Anh nói là không phải sư Minh Nhàn. Mơ sư Phật. Minh Nhàn thì do chính anh Tâm nhà bè quay là Mơ bị Phật. Người ta đạo clip. Mơ Phật. Đó, rồi tụi con á hôm nay á là muốn ra đây để gặp sư hỏi. Mơ Phật. Trước là hỏi năm sư với lại quý cô chú anh chị á, rất là thương sư, cũng muốn biết cái tình trạng của sư cũng như Mơ là Phật. Ở đây là những đứa trẻ ở đây đó. Mơ Phật, Mơ Phật. Thì sư á thì sư nói thiệt chứ Phật tử sư ở đây thì sư từ xưa nay 30 năm phải mới đây sư cũng vẫn nuôi từng lớp và nuôi những cái đứa trẻ là gọi là có hoàn cảnh khó khăn đó. Mơ Phật thì sư cũng nuôi giúp đỡ bé ăn học á. Mô Phật. Còn nhưng mà trong cái sự sư nuôi đó thì sư cũng gói ghém trong cái sự khó khăn của sư, chứ sư không có kêu gọi hồi nào giờ, sư không kêu gọi ai hết. Nhưng mà tùy tâm Phật tử, thí dụ cúng dường thì sư cũng nhận để sư có xây sở để sống, chứ còn sư không có kêu gọi. Nam mô Đà Phật. Đó, Mô Phật. Thì tại vì là sư sống đây 30 năm rồi, cái sự khó khăn nhiều lắm rồi. Nam mô Đà Phật. Mô Phật. Chú biết coi như là có khi những lúc chùa không có gạo ăn hay là thiếu kinh phí sống trong chùa thì sư cũng có cái phương hướng là có cái quán đó thì sư mua thiếu để sống, có tiền trả sau, chứ sư không có đi quyên góp mà cũng không có đi kêu gọi. Nam mô Đà Phật. Còn Phật tử phát tâm cúng thì sư cũng mừng được có cái đó để xây sở sống. Nam mô Đà Phật.
Dạ sư, tại vì ngày hôm nay anh em con muốn lại đây và cũng như là có những cái kênh mà đăng lên không đúng như thật, lấy hình ảnh của thầy và lấy những cái video của thầy á đăng lên trang mạng á để mà giống như trục lợi cá nhân. Anh em con mới lại đây cho con tìm hiểu và hỏi ra sự thật thì con ở đây thay mặt anh em ở đây con cũng xin nói là như thế này, những trang mạng mà lấy hình ảnh và hình ảnh của thầy Minh Nhàn và đăng tải lên trên mạng mà giống như trục lợi cá nhân, giống đăng không đúng sự thật đó, TikToker và Facebooker đăng là ví dụ mình đi quay thực tế lại đây quay thực tế và mình phải tìm hiểu như thế nào, lấy clip của anh em là trình tự trên YouTube lên đăng lên kêu gọi hoặc là làm vấn đề đó phải đúng như sự thật, chứ không phải mình lợi dụng hình ảnh của sư Minh Nhàn mà lại là đăng lên trên mạng trục lợi cá nhân, đó con hoàn toàn con không đồng ý. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Mau Phật. Một cái vấn đề sư cái clip con thì quay sư đầu tiên Mau Phật thì con cũng xin lỗi sư về vấn đề đó Mau thì Phật. Con đăng lên đúng cái Mau trong Phật. Đây là sư nuôi những trẻ em 15 trẻ em Mau Phật. Thì sư cũng đang gặp những cái khó khăn Mau về nuôi dạy trẻ Mau Phật. Thì có một số bạn lấy cái clip con đăng lên chứ Mau không Phật. Phải là con đăng Mau thì Phật. Ở trên đây sẵn có sư và các anh em ở đây thì Mau nói Phật. Với cộng đồng của chú anh chị là tiếng nói của Tâm và hình ảnh của clip Tâm đã bị một số bạn lấy cắp và đăng lên những trang Facebook, TikTok thì gây cho hiểu nhầm cho sư. Sư thật sự là sư không có đi khắc thực và sư chưa bao giờ mà bị đánh ở bên Gò Vấp. Thì cái vấn đề đó thì cô chú hôm nay trực tiếp gặp sư và được sư bày tỏ. Vậy cho con hỏi cái hôm qua nay sư có coi cái clip đó chưa? Nam Mô Phật, thầy sư cũng có thấy á, Nam Mô Đà Phật, sư cũng có thấy cái clip đó, Nam Mô Phật, cái clip mà quý sư bị đánh đó, Nam Mô Phật, sư cũng có thấy, Nam Mô Phật. Dạ, cái đó thì trên cộng đồng hiện giờ là đang nói là sư Minh Nhàn. Nam Mô Phật. Thì cái phần về cái thằng tâm lý của sư như bây giờ hiện tại cái tâm lý của sư như thế nào? Nam Mô Phật, thì sư thì nói thiệt ra Nam Mô Phật, đối với người tu thì sư cũng bình thường, thôi không có gì, Nam Mô Phật. Sư cũng bình thường, thôi không có gì gọi là khó khăn tới sư hết, vì cái đó là do nơi thí dụ nhiều khi người ta có cái sự hiểu lầm nào đó thì sư không biết Mô Phật, sư cũng bình thường. Thì qua đây có ảnh hưởng cái cuộc sống của sư không? Như sáng nay thì như con được người dân ở đây chia sẻ là cũng có chính quyền đến hỏi thăm sức khỏe Mô Phật. Và sư xác nhận sư có là phải nhân vật chơi sư bị ở dập rồi dập không sư? Mô Phật, sư thì sáng giờ cũng có chính quyền lại hỏi sư nhưng mà điều sư cũng không phải là cái mấy không phải là mấy quỷ sư bị đánh ở Gò Vấp đâu. Mô Phật, sư không phải. Nam Mô Đà Phật. Mô Phật. Vậy là công an xã ở đây là cũng đều vào cuộc hả? Có Mô Phật. Thấy những hình ảnh của mấy bạn Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật. Đưa lên thì không có đúng sự thật thì người ta xác minh cái vấn đề đó. Mô Phật. Cho coi có chính xác là phải sư không? Mô Phật. Nhưng mà sư thì chính quyền cũng có sự can thiệp và hỗ trợ cho sư về mặt tinh thần. Mô Phật. Trước mắt là cũng ảnh hưởng tới những đứa trẻ ở đây. Mô Phật. Những đứa trẻ ở đây mình thấy rất là dễ thương, cô chú anh chị mình lên đây cũng nhiều lần. Mô Phật. Và đôi lúc nhiều khi mấy bé mà có những chuyện xảy ra không hay thì đôi lúc tâm lý của mấy trẻ nó không hiểu được việc đâu. Mô Phật. Nên đồng gia các bạn cũng đừng nên làm những cái việc như vậy để ảnh hưởng tới chùa chiền của sư tu tập mấy chục năm nay. Mô Phật. Thì anh em của tụi con đó là đang đi truy tìm cái gã đó có cái thêm cái thông tin đó là cái clip của bạn Tâm quay sư được các cái trang mạng TikTok Facebook á đạo đem về rồi vu oan cho sư nói xấu sư nói chung là cái đó là cái việc đó không được. Hôm nay anh em tụi con tới đây á là trước á là hỏi thăm sư có đúng như vậy hay không. Sau á là tụi con cũng muốn nói với lại các bạn á mình muốn làm cái gì thì mình phải xác minh cho đúng cho thật chứ đừng có để một cái nhà sư người ta là nuôi bao nhiêu đứa trẻ ở đây mà mình đưa lên mình nói không đúng như thật nó sẽ ảnh hưởng tới uy tín danh dự của sư thì tội nghiệp cho sư. Dạ giờ sư có nhắn gửi về lại cái gì không với lại các bạn mà đã lấy clip của sư mà nói không đúng sự thật á sư? Dạ Mô Phật. Thì thôi thì sư đã sẵn dịp đây có quý chú thì sư cũng gửi lời chào hết toàn thể cộng đồng mạng và quý Phật tử, quý nhà hảo tâm. Thì vừa qua cái clip đó thì sư thấy thì cũng rất tội cho cái mấy cái vị sư đó. Nhưng mà rồi sau đó thì sau lưng đó thì sau lưng cái vị sư đó thì có lại là đăng sư là sư Minh Nhàn có nhưng mà sự thật sư không có trong đó
Nam Mô Đà Phật thì mọi sự là dù nó do bên ngoài người ta tác động tại đó sư không biết. Nam Mô Phật, sư cũng xin trình vậy. Nam Mô Đà Phật. Dạ con cảm ơn sư rất là nhiều. Nam Mô Đà Phật.